chào mọi người đã đến với sân vận động Lạch Tray, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6. Và đây là những ảnh chuẩn bị cho trận đấu này. Chúng ta thấy cabin, mặt sân, mọi thứ đều đang được ban tổ chức sân Lạch Tray chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu giao hữu quốc tế đặc biệt giữa Việt Nam Hồng Kông Trung Quốc. Tại sao lại nói là đặc biệt? Bởi vì trong vòng 10 năm gần đây thì các trận đấu giao hữu của Việt Nam tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu trên sân vận động Lạch Tray. Huấn luyện Philippe Chuze đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên, chính thức đầu tiên của ông Philippe Chuze cho màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó thì ông Philippe Chuze chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam cho hai giải đấu là giải U23 Doha Cup diễn ra tại Qatar và SEA Games 2023 tại Campuchia với lực lượng là các cầu thủ U23 mà thôi. Và chỉ có 3 trong tổng số những gương mặt U23 đó đang có mặt trong đội đội tuyển Việt Nam, đó là Khuất Văn Khang, là Phan Tuấn Tài và Nguyễn Văn Tùng ở SEA Games vừa rồi. Còn lại là hình ngóng của các đội tuyển, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy Đặng Văn Lâm, thủ môn đã từng làm nên tên tuổi từ bệ phóng của sân Lạch Tray khi anh đã từ Nga chuyển về V-League thi đấu trong một câu lạc bộ Hải Phòng. Và Văn Lâm đã trải qua quãng thời gian đầu tiên thì không được thi đấu, nhưng đến năm 2016 thì anh đã được trao cơ hội và dần dần tiến đến màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tất nhiên từ năm 2016 đến năm nay 2023, Văn Lâm cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn để đến được như ngày bây giờ. Bản thân là các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam bây giờ đang có 30 cầu thủ và tất nhiên chúng ta hiểu rằng chỉ có 11 cầu thủ đá chính thôi. Và các cầu thủ đội quốc gia Việt Nam đều sẽ phải cố gắng. Trước mặt chúng ta bây giờ đang là hình ảnh của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tuấn Anh, những công thần của Park Hang-seo trước kia. Bản thân Quang Hải đã là cầu thủ quan trọng bậc nhất rồi. Trong khi đó Nguyễn Tuấn Anh cũng đã tận dụng một thời điểm là năm 2019 và trở thành một trong 3 tiền vệ hàng đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đó. Chúng ta đang chuyển sang một nhóm cầu thủ khác, chúng ta thấy cái đầu rất đặc biệt đó là của Hồ Tấn Tài rồi. Bên cạnh là Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ vừa lướt qua là một cái tên rất quen thuộc của sân Lạch Tray, đó là trường hợp của Nguyễn Hải Huy, đội trưởng của Hải Phòng. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang chia làm 3 nhóm, một nhóm áo bíp màu vàng, nhóm bíp áo bíp màu xanh và nhóm không áo bíp. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể xác định rằng đội hình mạnh nhất đội tuyển Việt Nam sử dụng trận trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc sẽ là ai. Bởi vì 30 cầu thủ được Philippe Chuze lựa chọn đều là những cái tên rất mạnh. Và một nhóm cầu thủ chúng ta thấy có Văn Toàn, có Công Phượng đang ở chung một nhóm. Và bên cạnh đấy thì có trường hợp của Quý Ngọc Hải, có Trung Ngọc Quang và cả Vũ Văn Thanh luôn. Cũng có thể là nhóm cầu thủ mặc áo bíp màu xanh dưới đây chúng ta nhìn thấy có Hồ Tấn Tài, có họ Nguyễn Hoàng Đức, có Đỗ Duy Mạnh, có Nguyễn Văn Tùng, có Nguyễn Quang Hải, có Phạm Tuấn Hải. Nhiều khả năng đây sẽ là đội hình chính của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cả Nguyễn Tuấn Anh nữa. Rất có thể đây là đội hình chính của đội tuyển Việt Nam và chúng ta đang hưởng tượng hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam khi này sẽ là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Trong đó phía bên trên sẽ là sự hỗ trợ của Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tùng cùng với Nguyễn Quang Hải. Đoàn Văn Hậu sẽ là vị trí hậu vệ trái. Nhiều khả năng đây sẽ là đội hình chính của tuyển Việt Nam đấy mọi người. Rất nhiều cầu thủ đang có phong độ cao đang nằm trong danh sách này. Nhóm cầu thủ không mặc áo bíp thì đã có Nhâm Mạnh Dũng, có Vũ Văn Thanh, có Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Bùi Hoàng Việt Anh. Nhiều khả năng đây là đội hình dự bị thôi. Mình không chắc lắm đây là đội hình có thể sẽ ra sân thi đấu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ phỏng vấn của Đặng Văn Lâm nha mọi người. Như thế nào về cái chất lượng mặt sân tại đây? Văn Lâm đã có những mùa giải khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng rồi thì nó khác gì so với những thời gian đó? Đầu tiên thì mọi người không biết là năm 2015 mới trở lại sân vận động Lạch Tray thì Lâm cũng rất là ấn tượng. So với trước đây sân vận động Lạch Tray thay đổi rất là nhiều. Mọi người cũng thấy là mặt cỏ rất là đẹp, khán đài, như phòng thay đồ trong có những cái sông hơi với nước nóng nước lạnh để mà mọi người có thể hồi phục sau những buổi tập nặng. Nên là Lâm thật sự là rất là tuyệt vời trải nghiệm cái một sân vận động Lạch Tray khác so với trước đây. Những người hâm mộ và sự tiếp đón ở đây. Mọi người cũng biết là các cầu thủ viên Hải Phòng thì là rất là ủng hộ các cầu thủ Hải Phòng cũng như của trường Thu Gia thì Lâm cũng sẽ cố gắng cùng với toàn đội cố gắng thi đấu thật tốt để có một trận đấu hay cho người hâm mộ. Thank you.
Chắc không? 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 Chắc không?